Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Căm cờ vàng như muốn dụ người Việt hải ngoại. Tiền muôn nằm Kiều hối về Việt Nam vào năm 2022 là khoảng 19 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5% GDP của cả nước. Được biết tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2022 là 8% là theo con số thống kê của Cục thống kê. Chúng tôi đã có nhiều bài phân tích về con số đáng ngờ này. Tuy nhiên, cứ tạm chấp nhận con số này để mà phân tích. Thực ra, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư tại nước ngoài về Việt Nam, gọi tắt là vốn FDI. Thực tế, Việt Nam chết như gà dạ với các doanh nghiệp ở đây, ngay cả những ông lớn như Vingroup, Novaland, FEC vân vân, hoặc bị ngã hoặc chào đảo. Không doanh nghiệp nào làm ăn sinh lời. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang ngày một lòi ra khối u vô cùng khó chữa. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng đang rơi vào khủng hoảng liên tiếp. Hiện nay, ngân hàng nhà nước đã đưa 4 ngân hàng yếu kém vào diện theo dõi đặc biệt, tức là có khả năng phá sản. Năm 2022, có 4 ngân hàng trụ không nổi, xem ra sang năm 2023 thì cũng chẳng khá hơn gì. Căm thủ lá cờ thiêng liêng của người Việt Nam tại hải ngoại Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang gây ra ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với toàn bộ xã hội từ Bắc vào Nam. Nguyên nhân là cả bộ máy công quyền ngày càng bị sức ỉ kéo lại. Các cán bộ và các bộ, các chính quyền địa phương, việc giải ngân vốn đầu tư công thì đang bị tắc nghẽn hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân cũng là trên bảo dưới không nghe, quan chức không muốn làm việc vì sợ sai. Người bị ép làm việc thì giáo giác ngó trước ngó sau, xem có bị ai theo dõi hay không thà không làm việc và bị khiển trách còn hơn làm việc rồi có nguy cơ bị ông trọng ném vào lò trong tình hình nền kinh tế khốn khó như vậy kiều hối là một cứu cánh rất lớn cho nền kinh tế tại việt nam kiều hối là tiền tơi thóc thật của người việt nam gửi về còn tài sản tăng trưởng gdp thì hầu hết nằm trong tay các doanh nghiệp fdi nói cho cùng tiền của fdi cũng là tiền của nước ngoài không phải là tiền của người việt nam hiện nay chỉ có cách dụ cho người Việt hải ngoại gửi rất nhiều ngoại tệ về Việt Nam là cách hay nhất là con đường kiếm đồ là không bị rủi ro. Mới đây Bộ Công an đã ra luật căn cước công dân sửa đổi trong đó cho phép người gốc Việt Nam làm căn cước công dân nghĩa là họ đang dụ dỗ những người Việt có quốc tịch nước ngoài làm công dân thứ hai ở Việt Nam dù không tuyên bố chính thức già. Thực tế đây là chiêu dụ những người Việt có lòng với đất nước tạo điều kiện tạo thuận lợi để họ đổ tiền về Việt Nam đầu tư. Dụ người ở hải ngoại vì họ có rất nhiều đô la. Mới đây, chính quyền Việt Nam đã loa toáng lên việc nhà nước Úc cho in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa lên đồng tiền xu kỷ niệm mệnh giá 2 đô la của họ. Đây là hành động phản ứng thái quá bởi nhà nước Úc. Họ phát hành tiền xu tôn vinh những người lính của họ, những người đã từng cầm súng chiến đấu bên cạnh người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây người lính từng chiến đấu để bảo vệ lá cờ vàng thì họ in cờ vàng để vinh danh. Đấy là điều bình thường, hợp pháp, hợp tình và hợp lý tại Úc. Chẳng liên quan gì đến chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Cờ vàng hiện nay được rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại xem là lá cờ đại diện cho cộng đồng của họ. Rất nhiều người Việt xem lá cờ vàng là thiêng liêng đã gửi tiền về Việt Nam, đóng góp rất lớn vào 19 tỷ đô la, kiều hối trong năm vừa qua. Vậy thì, qua hai hành động trên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người Việt khắp nơi trên thế giới thấy rằng họ muốn đô la của người Việt ở hải ngoại và tìm mọi cách trèo kéo, nhưng họ đã căm thủ lá cờ thiêng liêng của rất nhiều người Việt tại hải ngoại. Được lượng kiểu hối khủng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Bản chất của Đảng Cộng sản là vong ân họ đã từng nhận rất nhiều tiền từ ba chủ tiệm buôn cát hạnh long nguyễn thị năm nhưng sau đó họ đã giết bà một cách dã man nhất chỉ vì họ kết tội bà là địa chủ họ thấy tiền thì mắt sáng rực rỡ còn người cho họ tiền họ không bao giờ mang ơn mà có khi còn ngược lại có thể họ còn lấy cả oán để mà báo ơn cho nên người việt hải ngoại cầm tiền gửi về việt nam cũng nên cân nhắc điều này Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Căm cờ vàng nhưng muốn dụ người Việt hải ngoại Tiên muôn năm Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm Để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung khoa Thời báo chấm Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thao túng phiếu tín nhiệm đòn tuyệt kỹ hóa giải tuyệt chiêu của ông Tổng. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2012 khi đó đã diễn ra hội nghị chung thứ 6 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị này, ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Tổng Bí Thư đã chuẩn bị tư thế quật Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng Chính phủ lúc đó. Ông Trọng dự trù phế chuất ông Dũng thông qua bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ đảng. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng tung đòn lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Tân Dũng cách đây 11 năm. Để chuẩn bị cho cuộc lật đổ, ông Nguyễn Phú Trọng đã vận động được Bộ Chính trị đồng ý đem ông Nguyễn Tân Dũng ra trước Trung ương để mổ xẻ, dùng phiếu tín nhiệm để phán quyết số phận người đứng đầu chính phủ. Lúc đó, ông Nguyễn Tân Dũng bị Trung ương Đảng xác nhận là người gây ra thảm họa cú đấm thép vì đây là chủ trương của ông Nguyễn Tấn Dũng chính cái gọi là cú đấm thép ấy đã phá nát nền kinh tế đất nước. Đồng thời, ông Nguyễn Tân Dũng còn vướng vào tai tiếng về tham nhũng và việc cho con cái đi du học các nước tư bản. Đặc biệt, con gái ông Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thành Phượng đã dựa hơi trà để thao túng thị trường tài chính Việt Nam. Vận động xong, ông Nguyễn Phú Trọng cho Trung ương Đảng bỏ phiếu tín nhiệm để phế chuất ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, trong 200 ủy viên Trung ương Đảng đã có số phiếu áp đảo không đồng thuận với ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng luận tội ông Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả vào ngày 15 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải đọc diễn văn bế mạc với cổ họng tắc nghẹn vì ức không chịu được. Lúc đó, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng như muốn khóc vì thua tức tưởi trước đối thủ chính trị mà ông nghĩ rằng ông sẽ thắng. Sau hội nghị trong một cuộc họp cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước lúc đó đã gọi ông Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí X dù là đồng minh tích cực của ông Nguyễn Phú Trọng hết lòng ủng hộ việc bỏ phiếu tiến nhiệm để phế chuất ông Dũng, nhưng ông Sàng cũng không chỉ thẳng tên ông Nguyễn Văn Dũng. Từ đó, xã hội đặt cho bà Dũng bí danh bà X, vì ai cũng biết ông Trương Tấn Sàng muốn ám chỉ ai. Cách đây 11 năm, ông Nguyễn Tân Dũng cũng tung tuyệt kỹ thao túng phiếu tín nhiệm để hóa giải đòn đánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là câu chuyện 11 năm về trước, ông Nguyễn Phú Trọng Tung tuyệt chiêu lấy phiếu tín nhiệm để triệt hạ đối thủ, nhưng cuối cùng đối thủ lại dùng tuyệt kỹ để hóa giải thành công. Vậy tuyệt kỹ của Nguyễn Văn Dũng là gì? Theo giới thạo tin cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng lúc đó đã dùng tiền để mua phiếu tín nhiệm. Ông Dũng nắm cả chính phủ, điều hành rất nhiều tập đoàn và tổng công ty nhà nước, nhưng hầu hết đều thua lỗ rất nặng. Ngược lại với sức khỏe của các tập đoàn nhà nước, người ta nói rằng tài lực của gia đình ông nguyễn tấn dũng rất mạnh và chính nhờ vào sức mạnh kim tiền này ông dũng thao túng phiếu tiến nhiệm của trung ương đảng cộng sản việt nam và nguyễn tấn dũng đã thành công làm cho ông trọng phải miếu máu như sắp khóc trước đại hội đòn này sẽ không làm khó những quan tham có nhiều tiền mới đây ông nguyễn phú trọng lại cho phổ biến độc chiêu lấy phiếu tiến nhiệm để loại bỏ những người ông không ưa Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nhà phân tích, cách làm này vẫn sẽ không hiệu quả bởi người ta sẽ bung tiền ra mua phiếu tín nhiệm ở hậu trường. Quan chức nào tham nhũng nhiều, nhà có nhiều tiền thì cơ may được tín nhiệm cao và quan chức ít tiền thì sẽ bị mất tín nhiệm và bị loại. Nói chung, cách hóa giải chiêu trò lấy phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng không khó. Chỉ cần áp dụng tuyệt kỹ của Nguyễn Xuân Dũng đã dùng thì sẽ bóp méo được kết quả bỏ phiếu tín nhiệm một cách dễ dàng. Vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn, ông Nguyễn Phú Trọng tung vỏ quyết dày, trong khi các quan chức nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẵn sàng có móng tay nhọn, thì họ cũng dễ dàng hóa giải mà thôi. Không khó để nhận ra những tiêu cực, những chiêu thức mà quan tham nhiều tiền có thể tung ra để mua ghế cho mình. Về khả năng quản trị các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có, nhưng về những chiêu trò luồn lách để được bám ghế thì các quan chức Cộng sản Việt Nam luôn sáng tạo và thậm chí nghĩ ra những cách làm rất hay. Cho nên khó có chuyện đảng sẽ trong sạch khi lấy phiếu tín nhiệm. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thao túng phiếu tín nhiệm đòn tuyệt kỹ hóa giải tuyệt chiêu của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d